Vì sao quan hệ vợ chồng rất quan trọng? Vì vợ chồng cùng ở chung một nhà, ở chung một gian phòng. Vợ chồng được hòa thuận, con cái ở trong hoàn cảnh gia đình như vậy mà trưởng thành, thì tự nhiên quan hệ cha con sẽ rất thân thiết. Quan hệ vợ chồng được tốt, anh em cũng sẽ hòa thuận. Vợ chồng hòa thuận đích thực là đã cho con cái sự ảnh hưởng giáo dục thầm lặng. Cho nên vợ chồng vừa chánh thì phụ tử tự thân, anh em, chị em cũng sẽ hòa thuận. Khi phu tử hữu thân, con cái biết được cảm ơn sự khó nhọc của cha mẹ, chúng sẽ tự nhiên sanh ra cái tâm cảm ơn này đối với người. Cho nên chúng bước ra xã hội, gặp cấp trên rất quan tâm giáo dưỡng đối với chúng, vô hình chung chúng sẽ sanh khởi quân thần hữu lễ, sẽ hiếu trung với lãnh đạo của mình, tự nhiên sẽ hình thành cái thái độ này. Cho nên thời xưa có một câu danh ngôn: trung thần xuất thân từ người con hiếu hạnh. Câu nói này rất có lý. Hiện nay chọn lựa rất nhiều, khi chọn lựa chỉ nghĩ đến tiền tài của chính mình, chứ không nghĩ đến cấp trên đối với họ. Có lúc thậm chí trực tiếp liền chọn đối thủ của công ty mình, lại sinh ra sự cạnh tranh quyết liệt. Cho nên quân thân hữu lễ, anh em chị em có thể hòa thuận với nhau, chúng ở trong nhà sẽ hiểu được quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy khi cùng ở chung với bạn học, cùng ở chung với đồng sự, thái độ đó của họ tự nhiên liền sẽ biểu hiện ra, nên cũng sẽ cùng với người kết giao bạn bè được rất tốt. Vì vậy quan hệ vợ chồng được tốt thì ngũ luân liền tốt. Cho nên dạy bảo làm thế nào tốt được quan hệ vợ chồng là một học vấn rất quan trọng. Các bạn, quý vị đã từng học qua đạo làm chồng vợ chưa? Trong giáo trình có dạy qua hay không? Không có. Một việc quan trọng đến như vậy, vì sao lại không dạy? Quý vị xem, ngày trước những đề thi của chúng ta ảnh hưởng không lớn đối với nhân sinh thì phải học rất lâu, nhưng đạo lý ảnh hưởng đến nhân sinh quan trọng thì trái lại chúng ta không học qua. Quan hệ vợ chồng cũng phải nhớ lấy thận ư thỉ. Lúc mới bắt đầu, trước khi kết hôn, quý vị phải mở to đôi mắt, phải chọn tốt đối phương. Đương nhiên quý vị muốn chọn người khác, người khác cũng phải chọn quý vị. Cho nên muốn tìm được đối phương tốt, không phải trực tiếp chạy đến đó để tiếp cận. Phương pháp này sẽ rất mệt. Phương pháp tốt nhất gọi là chúng tinh cộng nguyệt. Chỉ cần quý vị làm cho khuôn mặt của mình được sáng sủa thì sẽ có rất nhiều người đến với quý vị. Đến lúc đó tùy quý vị chọn. Đây là phương pháp tìm đối phương rất hay. Vậy vợ chồng phải đối với nhau như vừa mới gặp, phải như vừa quen. Có thể làm bạn với nhau cả đời hay không? Đây là việc không được mơ hồ. Hiện nay có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, họ học đạo chồng vợ, học cách đối xử với nhau ở đâu? Đều học ở trong tình ca. Trong tình ca nói tình hình nam nữ yêu nhau như thế nào? Đều là yêu rất đau khổ, yêu đến chết đi sống lại, có phải vậy không? Dường như tuổi trẻ không đau khổ thì không gọi là người tuổi trẻ, người không kinh hoàng thì không phải thiếu niên. Như vậy mà gọi là yêu sao?
Cho nên tôi phát hiện ra điểm này. Khi tôi dạy học trò lớp 5, lớp 6, tôi liền rất cẩn trọng, vội vàng chích vài mũi thuốc phòng ngừa cho chúng, để chúng đối với quan hệ nam nữ có thái độ chuẩn xác, không nên bị những tình ca này dạy sai. Vì vậy tôi liền nói với chúng, người với người cùng ở với nhau đều phải trải qua một số quá trình, nhất định phải từ quen biết trước, nhận biết nhau, tiếp theo là biết nhau, hiểu biết lẫn nhau, tiếp đến là trân trọng, đôi bên trân trọng nhân duyên lẫn nhau, kế đến là nhớ nhau, sau cùng là kết hôn. Kết hôn có phải là kết thúc hay không? Có rất nhiều người nói kết hôn là nấm mồ của ái tình. Đây đều là dạy sai. Nếu như cố gắng đối xử tốt với nhau, rượu sẽ càng luyện càng nồng. Cho nên cần phải xây dựng. Thế nào là thật tình thật yêu? Tôi thường nêu ra một thí dụ. Thật tình thật yêu cũng giống như một ông lão hơn 70 tuổi dắt tay cụ già vợ ông cũng hơn 70 tuổi đi tản bộ ở công viên. Sau đó bà cụ nói với chồng của mình rằng: ông ơi, ngày mai là 15 rồi, ngày mai phải ăn chay đấy. Quý vị xem, vợ chồng già như vậy mới thấy ra được mùi vị của tình yêu. Tuyệt đối không phải là tình yêu quyết liệt, thứ đó thì rất dễ dàng thay đổi. Cho nên chúng ta nói với trẻ nhỏ, đây là cách nam nữ qua lại với nhau, quá trình qua lại với nhau giữa người và người. Nếu hôm nay người nam này quen biết với bạn, anh ấy lập tức nói với bạn, anh rất yêu em, vậy nhất định là gì? Nhất định là gạt bạn. Đây là không phù hợp với tự nhiên, đó là sai lầm. Sau đó lại gặp một người nói với bạn, đời anh ngoài em ra không cưới ai khác, ngoài em ra anh không lấy ai khác. Bạn cũng phải mau mà tỉnh ngộ đi. Anh ấy là gì vậy? Anh ta không biết bạn là người như thế nào, có phải vậy không? Anh ta lại không biết được thái độ đối với người với việc của bạn, mà anh ta nói anh ta yêu bạn, vậy thì gọi là gì? Là lời nói không thật. Từ quen biết đến biết nhau, quá trình này phải rất bình lặng. Thí dụ nói bạn cảm thấy người con trai này không tệ, thì bạn cần phải tỉ mỉ mà quan sát, xem anh ấy đối với đồng sự của anh ấy thế nào, anh ấy đối với bạn bè của anh ấy như thế nào. Bạn quan sát như vậy rất khách quan, thì có thể thật sự hiểu rõ thái độ làm người làm việc của anh ấy. Nếu anh ấy cùng bạn bè, bạn học của anh ấy đều rất có ái tâm, rất quan tâm tha nhân. Nếu anh ta thật sự muốn cùng bạn thương yêu thương ái, thì nhất định sẽ có sự cống hiến cho bạn rất nhiều. Cho nên quen biết cũng phải khách quan, phải lý trí. Không thể khi vừa mở đầu thì hai người đến với nhau, vậy thì rất nguy hiểm. Các bạn, thanh niên hiện nay không biết được điểm này, vì vậy sẽ rơi vào cảnh địa rất nguy hiểm. Cho nên có câu, bởi vì ngộ nhận mà kết hợp, vì hiểu rõ mà chia tay. Đúng vậy, vì họ hiểu rõ chỉ là bề ngoài, chứ không phải thật sự hiểu rõ một cách khách quan. Cho nên biết nhau rất quan trọng, phải quan sát nhiều, phải bình lặng. Kế đến trân trọng, trân trọng nhân duyên của đôi bên, cơ hội gần nhau, tiếp theo là thương yêu, kế tiếp là trên thảm đỏ. Trong quá trình quen biết, có một điều rất quan trọng, phải có sự hiểu nhau, sau đó mới đi đến hôn nhân. Rất nhiều bạn bè có chí khí mãnh liệt. Cô ấy nói, quan niệm của anh ấy không đúng cũng không sao, tôi sẽ thay đổi anh ấy. Chí khí có mãnh liệt hay không?
Người như vậy không ít đâu. Tôi sẽ nói với cô ấy, có câu nói: túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Nếu như bạn giữ thái độ như vậy mà đi, người sống mà trở lại sẽ không có bao nhiêu người. Bởi vì đến 20-30 tuổi thì rất nhiều thói quen, rất nhiều tính cách đã cố chấp, trừ khi chính họ muốn thay đổi. Nếu không, người khác sẽ rất khó xoay chuyển họ. Cho nên chúng ta hay tùy duyên, không nên đi cưỡng cầu. Bạn phải tìm được bạn lữ chí đồng đạo hợp, vậy thì hôn nhân mới không đến nỗi khổ đau. Tương ái, làm thế nào để yêu người khác? Làm thế nào để phân biệt người với người thực sự yêu nhau? Bạn xem, hiện nay có rất nhiều người đem chữ yêu này để uy hiếp người khác. Có hay không? Tôi rất yêu em, vì vậy em phải vì tôi mà làm thế này thế nọ. Khi không hiểu rõ đối với tình yêu, rất có thể dùng chữ yêu này đi khắp nơi để khống chế người khác, đi khắp nơi làm cho người đau khổ và phiền não. Vì vậy chúng ta xem thấy chữ ái này, nó là chữ hội ý, ở khoảng giữa là một chữ tâm, bên ngoài là một chữ thọ. Cho nên yêu là dùng tâm mà cảm nhận. Cảm nhận cái gì? Cảm nhận người khác cần gì. Cho nên khi lúc nào đối phương cũng cảm nhận được nhu cầu của bạn, thì sẽ hiểu được cách quan tâm đối với bạn. Vì vậy nội tâm của bạn, cảm thọ của bạn sẽ rất ấm áp. Tuyệt đối không phải giống như tình ca đâu, lời ca thống khổ quá như vậy. Cho nên cảm giác của tình yêu là ấm áp. Hiện tại chúng ta phải biết chọn lựa, xem xét đó có phải là tình yêu chân thật hay không. Nếu không phải thì phải mau tỉnh ngộ, không nên mê chấp không ngộ. Ngôn ngữ của tình yêu là lời chân thật. Ngôn ngữ của nó không phải là những lời đường mật. Hôm nay họ biết nói lời đường mật với bạn, ngày khác họ cũng sẽ nói những lời đường mật như vậy đối với người khác. Ngược lại, những người nam không biết nói những lời đường mật thì thế nào? Có thể đáng tin, vì tinh thần của họ, dùng tâm của họ đều không để trên những lời đường mật đó, cho nên họ mới không biết nói chuyện như vậy. Còn những người nói những lời đường mật, họ đem tinh thần để ở đâu? Đều để trên những lời nói đó để mà chiêu dụ. Có cô nói rằng, lần đầu tiên cô gặp mặt ông xã của cô, ông xã không nói câu nào khác, câu thứ nhất nói với cô: răng của em không tốt. Tiếp theo lại nói: cho nên đường ruột của em cũng không tốt. Vì răng không được tốt, vì khi nhai thức ăn, tiêu hóa sẽ không tốt, cho nên áp lực của đường ruột sẽ lớn. Sau đó cô ấy liền nghĩ, con người này thành thật, không nói những lời đường mật. Lần đầu tiên gặp mặt, liền thấy được khuyết điểm của ta. Cô ấy cảm thấy rất đáng tin, nên sau đó kết hôn với anh ấy. Việc này nghĩ lại, cô ấy thật có trí tuệ. Cô biết được, người có lời nói chánh trực mới đáng tin. Cho nên, ngôn ngữ của tình yêu phải là lời chánh trực. Tiếp theo, tâm địa của tình yêu là vô tư. Họ giữ tâm là vô tư. Cho nên một người biết quan tâm, yêu thương người khác, thì họ sẽ đối với cha mẹ, đối với vợ con, đối với bạn bè, thậm chí đối với người xa lạ, họ đều có thái độ giống như vậy mới đúng. Hiện nay có rất nhiều nam nữ qua lại với nhau, khi đối phương không bằng lòng tiếp tục kết giao, họ thẹn quá hóa giận, thậm chí có thể làm tổn hại đối phương. Đó không phải là tâm vô tư, đó là khống chế, là muốn chiếm hữu,
Họ chỉ mặc chiếc áo tình yêu bên ngoài để gạt người. Cho nên bạn phải phân biệt rõ, đó gọi là dục vọng, đó là khống chế và chiếm hữu, tuyệt đối không phải là tình yêu. Họ đã làm ô nhiễm cái chữ yêu này rồi. Kế đến, hành vi của yêu là thành tựu, biết được thành tựu người khác. Chúng tôi có một cô giáo, chồng cô ấy có một người em gái sinh sống đi học ở Hawaii. Khi em gái có vấn đề về tài chánh, người chồng của cô liền nói với vợ: hai ba năm qua chúng ta đã tiết kiệm được một ít tiền, hiện tại em gái gặp khó khăn, anh muốn rút số tiền đã tiết kiệm được hai ba năm qua chuyển qua cho em gái mượn. Các bạn, nếu như đó là chồng của bạn thì bạn sẽ nói như thế nào? Vì sao không thể nói ra được vậy? Cô giáo này lập tức nói với chồng: anh làm như vậy khiến em rất cảm động. Anh chăm sóc em gái vô tư như vậy, chắc chắn mẹ của anh, cha của anh cũng sẽ rất an ủi. Cho nên em bằng lòng với cách làm của anh. Ngày mai em sẽ đi rút tiền để gửi cho anh. Quý vị xem, người vợ này còn đích thân đi làm việc này giúp cho chồng. Cho nên tâm địa của tình yêu là như thế nào? Là thành tựu. Hành vi của tình yêu là thành tựu việc làm tốt của đối phương. Vì vậy, ngày hôm sau cô giáo này đi rút tiền. Vừa lúc đó có một người bạn nghe được việc này rất cảm động. Anh ấy nói: bạn không cần phải đi rút tiền, tôi sẽ giúp bạn rút tiền. Tôi rất thân với ngân hàng. Sau khi rút tiền xong thì nói với cô giáo này: lúc nào bạn gửi lại cho tôi cũng được, tôi đã giúp bạn làm xong rồi. Cho nên một người có hành vi lương thiện sẽ làm cảm động những người xung quanh.